Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi rút ra được một đạo tử vong khí trong cơ thể Vi Ma Chí Tôn, thì uyên Ma lão tổ liền thi triển ra tuyệt chiêu truy tung của mình, tên là Khuy Thiên Chi Thuật. Chỉ thấy một tia lực lượng vô hình dung nhập vào tử vong khí trong tay hắn, sau một khắc, một cổ lực lượng ba động đáng sợ lấy uyên Ma lão tổ làm trung tâm, bỗng nhiên quét ra ngoài. Khí tức vô tận đáng sợ, trong nháy mắt hàng lâm một phương thiên địa này, trong khoảnh khắc bao trùm loạn thần ma hải, thậm chí lấy tốc độ cực kỳ kinh người tràn ra ngoài. Mà lấy Uy Ma lão tổ làm trung tâm, càng gần dựa vào lực lượng của thiên đạo vì ma lão tổ liền cảm giác được càng rõ ràng sức mạnh vô hình lập tức tràn ngập loạn thần ma hải không có hừ những gia hỏa này chạy còn rất nhanh bất quá bản tổ cũng muốn nhìn xem tại ma giới này bọn họ có thể chạy đến nơi nào vì ma lão tổ cười nhạo một tiếng lực lượng khuy thiên chi thuộc vô hình tiếp tục khuếch tán ra mà giờ phút này trong một chỗ hư không cách loạn thần ma hải ức vạn dặm mấy người từng trần và la hầu ma tổ đang điên cuồng bay lượn một cảm giác nguy cơ mãnh liệt thủy chung quanh quẩn trong lòng bọn họ khiến cho bọn họ điên cuồng lao nhanh đi bất quá mặc cho đám người từng trần bay lượn như thế nào cảm giác nguy cơ kia thủy chung vẫn trôi nổi trong lòng bọn họ đồng thời thiên đạo ma giới trên đỉnh đầu bọn từng trần mơ hồ nổi lên sóng gió giống như toàn bộ ma giới đều lâm vào một loại trạng thái quỷ dị đây là quy thiên chi thuật của lão tổ chủ nhân cẩn thận uy ma chi chủ bí sắc vội vàng nói quy thiên chi thuật là thần thông đặc thù của lão tổ lão tổ thân là người khống chế ma giới quanh năm giao tiếp với thiên đạo ma giới hiện tại lão tổ đã có thể áp chế và khống chế nhất định đối với thiên đạo ma giới chỉ cần lão tổ đồng ý liền có thể thân dung thiên đạo ma giới thông qua thiên đạo ở ma giới để nhìn trộn toàn bộ ma giới cái gì thông qua thiên đạo để nhìn trộn toàn bộ ma giới từng trần biến sắc lại còn có thần thông bực này nhưng ngay lập tức hắn không khỏi câu mày nói không đúng nếu như uyên ma lão tổ có thần thông bực này còn cần khuy thiên chi thuật kia làm gì há không phải chỉ một ý nghĩ liền có thể cảm ứng được toàn bộ tình huống ma giới sao chủ nhân tuy nói có thể thông qua thiên đạo ma giới đến thăm dò tình huống của toàn bộ ma giới nhưng cũng có hạn chế cũng không phải là có thể dò xét vô hạn ví dụ như lấy thực lực chủ nhân hiện tại nếu lão tổ ở tổ địa uyên ma tộc ta mặc dù thi triển khuy thiên chi thuật có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức biến hóa của loạn thần ma hải nhưng chỉ là cảm giác được một cái lồng giam mà muốn triệt để minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì vẫn là phải tự mình hàng lâm mới được hơn nữa khoảng cách xa như vậy chỉ cần chủ nhân trốn tránh ở loạn thần ma hải như lúc trước lão tổ cũng không cảm ứng được nhưng mà hiện giờ lão tổ vô cùng có thể thi triển khuy thiên chi thuật ở loạn thần ma hải trong thời gian ngắn như vậy bất luận thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi trung tâm của khuy thiên chi thuật đến lúc đó bất luận là thủ đoạn gì đều có thể bị lão tổ cảm ứng được vậy có biện pháp nào có thể tránh thoát khuy thiên chi thuật nhìn trộn không từng trần trầm giọng nói trừ phi rời khỏi hạch tâm chi địa của khuy thiên chi thuật bất quá hạch tâm chi địa mà khuy thiên chi thuật nhìn thấy quá rộng lớn cho dù thế nào chúng ta cũng không bay ra được rời khỏi phạm vi này từng trần nhíu mày liên tục nhìn về phía ma lệ quát lạnh nói ma lệ chúng ta còn bao lâu nữa thì đến truyền tống trận các ngươi bày ra cảm giác nguy cơ trong lòng từng trần đang gia tăng nhanh chóng hiển nhiên lời uyên ma chi chủ nói rất có thể là sự thật nhanh thôi ma lệ cũng lo lắng nói trong lòng hắn cũng có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu rốt cuộc lúc da gà toàn thân từng trần muốn nổi lên la hầu ma tổ đột nhiên dừng lại trong hư không một tiếng ầm vang lên từ trong hư không đi ra trong nháy mắt đi tới một chỗ sân cốc phía dưới nơi này là một mảnh lực lượng hoang vu khắp nơi đều là tử khí âm u mà khí mờ mịt một nát không chịu nổi quanh năm bị một cổ chứng khí bao phủ từng trần cũng lập tức đi theo la hầu ma tổ tới mảnh sân cốc này la hầu ma tổ khoát tay lập tức những chứng khí kia tản ra một đại trận ẩn dấu xuất hiện đại trận này cực kỳ bí mật nếu không phải là hầu ma tổ chủ động hiện ra cho dù lấy trận đạo tạo nghệ của từng trần trong lúc nhất thời cũng chưa thể dễ dàng phát hiện đi vào trận la hầu ma tổ không giải thích khẽ quát một tiếng mang theo ma lệ cùng xích viên ma quân lập tức tiến vào trong đại trận này từng trần thế thế thân hình cũng nhoáng một cái trực tiếp tiến vào bên trong không có bất kỳ hoài nghi gì vô cùng quyết đoán tư thái này làm cho ba người la hầu ma tổ nhìn từng trần với cặp mắt khác xưa ánh mắt ngưng tụ không hổ là tầng ma đầu khó trách có thể có thành tựu như vậy hành động này quá ác độc và quả quyết đổi lại là bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào trong một mảnh đại trận do người khác bố trí ai biết đại trận kia là đại trận gì còn đứng ngay ra đó làm gì còn không mau mở ra đại trận thế là hầu ma tổ bọn họ có chút sững sờ lúc này từng từng quát chói tai đám ngu ngốc này đã lúc nào rồi đang làm gì vậy mẹ nó mở ra la hầu ma tổ tức giận mắng một tiếng trực tiếp thôi động đại trận liền thấy ma khí cùng cụ phun trào vô số chứng khí chung quanh nhanh chóng bị thôn vệ đến sau đó dung nhập vào trong đại trận sau một khắc trong hư không một thông đạo không gian vô hình ra đời mà là hư không trận xem ra thực lực la hầu ma tổ này khôi phục không ít a à. hồng hoàng tổ long đột nhiên nói một câu la hầu ma tổ ở thời đại viễn cổ chẳng những là đỉnh cấp hỗn độn thần ma hơn nữa còn là một tên viễn cổ trận pháp đại sư bách ma thần trận của hắn các đại trận đều cực kỳ đáng sợ mà ma la hư không trận này cũng là một loại truyền tống đại trận cường đại do la hầu ma tổ khống chế quán thâu lực lượng không được ngừng lại la hầu ma tổ khẽ quát một tiếng thần sắc mọi người đều cực kỳ nghiêm túc cùng ngưng trọng từng đạo lực lượng nhanh chóng dung nhập vào trong đại trận không chút do dự trong thông đạo kia một lực lượng không gian đáng sợ sinh ra cấp tốc bao phủ bốn người từng trần một khắc sau một cổ không gian ba động cường đại hiện lên bốn người từng trần bỗng nhiên không thấy biến mất trong sơn cốc này mà lực lượng đại trận cùng cuộn nơi này cũng nhanh chóng tiêu tán không thấy ngay khi đám người từng trần biến mất một cổ lực lượng thiên đạo vô hình giáng lâm trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này hơn nữa lấy tốc độ kinh người khuếch trương ra tốc độ này so với đám người từng trần bay lượng nhanh hơn đôi chỉ gấp trăm ngàn lần cũng may bọn từng trần đã biến mất nếu không căn bản không có chỗ ẩn nút mà lúc này tại loạn thần ma hải uy ma lão tổ đột nhiên nhíu mày bởi vì hắn cảm giác được một cổ oanh động cực kỳ mịt mờ tựa hồ biến mất dưới sự nhìn thấu của hắn bất quá hắn không để ý mà tiếp tục thăm dò thiên đạo chi lực đáng sợ của ma giới nhanh chóng khuếch tán một khắc đồng hồ nửa nén nhang một nén nhang uy mà lão tổ đột nhiên mở mắt nở nụ cười thời gian một nén nhang huy thiên chi thuật của hắn đã bao trùm khoảng cách ngay cả hắn đều không thể bay qua nhưng rõ ràng vẫn như cũ không cảm giác được mấy người kia lão tổ người đã tìm được thực uyên chí tôn tiến lên hỏi không có mấy người này không thấy đâu cả Uy ma lão tổ cười nhạt nói, chỉ là nụ cười rất lạnh. Thực uyên chí tôn nghe xong thì trợn to hai mắt. Thế mà lão tổ lại không tìm được. Sao lại như vậy? Dựa theo tốc độ khuy thiên chi thuật của lão tổ, thời gian một nén nhang đủ để tràn qua vô tận ma vực, chỉ cần đối phương là từ loạn thần ma hải chạy trốn, có lẽ đã sớm bị cảm giác được. Lão tổ, chuyện này sao có thể chứ? Thực uyên chí tôn khó có thể tin nói. Có gì mà không thể chứ? Mặc dù bản tổ không cảm giác được mấy người kia, nhưng không có nghĩa là đối phương đã thoát khỏi sự khống chế của bản tổ. Uy ma lão tổ cười nhạo một tiếng, theo bản tổ đến đây dứt lời thân hình uy ma lão tổ ngắn một cái lướt ra phía bên ngoài loạn thần ma hải thực uyên chí tôn nhìn viêm ma chí tôn và hắc mộ chí tôn một cái thân hình ngắn một cái cũng chợt biến mất mà viêm ma chí tôn và hắc mộ chí tôn cũng nhanh chóng đi theo một lát sau uy ma lão tổ mang theo mấy người nhanh chóng đi tới một chỗ đất trống ở loạn thần ma hải Uy ma lão tổ đột nhiên đánh vào phiến hư không kia lập tức hư không tan vỡ một không gian bí cảnh nổi lên mấy người thực uyên chí tôn lập tức lộ ra kinh sợ mấy người bọn họ lúc trước căn bản không cảm giác được đến chỗ hư không kia rõ ràng còn có một chỗ bí cảnh bất quá dưới lực lượng của lão tổ trong nháy mắt hiển hiện đây là một không gian tàn phá bí cảnh đã tàn phá mấy vạn năm một nát không chịu nổi bất quá trong đó lại không có bất kỳ sinh cơ nào không phải ở nơi này uy ma lão tổ lạnh lùng nói một câu thân hình nhón một cái tiếp tục bay về phía trước một lát sau uy ma lão tổ đã đi tới một chỗ khác lại là một quyền đánh ra vùng hư không kia khuấy động một thiên địa tàn phá hiện ra là một không gian trong cơ thể không gian đã vẫn lạc nửa bước chí tôn từ thời viễn cổ rất thú vị lại đang dung hợp với vùng thế giới này uy ma lão tổ nhíu mày khó trách hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng cũng không phải chỗ này đi uyên ma lão tổ tiếp tục xuất phát trên đường đi uyên ma lão tổ không ngừng xuất thủ bọn thực uyên chí tôn cũng đã nhìn ra đây là lão tổ đang thăm dò từng chỗ không thích hợp đối với hắn thăm dò khi nãy liên tiếp xuất thủ bốn năm chỗ đều chưa từng phát hiện có chỗ nào không đúng rốt cuộc tại lần thứ sáu mấy người uy ma lão tổ đã hạ xuống một sân cốc hoang vu uyên ma lão tổ trực tiếp đánh ra một quyền lập tức chứng khí vô biên tản ra một trận pháp cổ xưa hiện ra truyền tống đại trận Uy ma lão tổ cười lạnh, cuối cùng cũng tìm được. Uy ma lão tổ lập tức thò tay ra, từng đạo ma khí trong nháy mắt bay vút ra ngoài, kết hợp cùng một chỗ với trận pháp kia, lập tức toàn bộ trận văn trận pháp hiện lên rõ ràng trước mắt Uy ma lão tổ. Truyền tống trận cấp chí tôn, có ý tứ, khí tức viễn cổ như vậy, hừ, chẳng lẽ thật sự là đám người viễn cổ kia. Để cho bản tổ nhìn xem, vị trí định vị của không gian trận này đến tột cùng là địa phương nào. Uy ma lão tổ cười lạnh, bắt đầu phá giải ma la hư không trận này, từng đạo trận văn hiện ra trong hư không, phân tích ma trận này. Mà giờ phút này khoảng cách với nơi đây không biết bao nhiêu địa vực bao nhiêu không gian bên ngoài một chỗ hắc ám trong hư không khắp nơi lơ lửng từng khỏa ma tinh trên những thiên thạch ma tinh này tản ra khí tức cổ xưa một nát từng khỏa tử khí tinh thần như đã dập tắt ức vạn năm có một loại khí tức hủy diệt hoang vu nơi này chính là vẫn thần ma vực cực kỳ nguy hiểm ở ma giới vẫn thần ma vực là một bí cảnh cực kỳ nguy hiểm ở ma giới nghe đồn ở thời đại viễn cổ nơi này có thần cương cao cấp nhất ma giới vẫn lạc cho nên được xưng là vẫn thần ma vực lúc này tại một mảnh hoang vu trong vẫn thần ma vực trong hư không một mảnh ma trận đáng sợ bốc lên oanh một tiếng một đạo không gian ba động đáng sợ hiện lên bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện nơi này chính là bốn người từng trần la hầu ma tổ đại nhân Vì ma lão tổ kia hẳn là không cảm ứng được chúng ta Xích viên ma quân thấp thỏm nói bộ ngực phập phồng hừ mà là hư không trận của bản tổ cực kỳ bí mật Vì ma lão tổ kia rất khó phát hiện yên tâm đi la hầu ma tổ tự tin nói không đúng từng trần nhíu mày bởi vì cảm giác nguy cơ trong lòng hắn còn chưa tản đi mặc dù tản đi rất nhiều nhưng vẫn có một cổ cảm giác mơ hồ nguy cơ người cũng có loại cảm giác đó ma lệ vội vàng nhìn về phía từng trần ánh mắt có ngưng trọng bởi vì hắn mơ hồ cũng có một tia cảm giác nguy cơ chẳng qua cũng không mãnh liệt ma lệ làm sao vậy la hầu ma tổ nhìn thấy biểu cảm hai người ngưng trọng lập tức hơi kinh hãi la hầu ma tổ tiền bối chúng ta còn phải tiếp tục xuất phát vẫn thần ma vực này còn chưa an toàn vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cảm giác của ma lệ đối với nguy cơ cực kỳ nhạy cảm cũng tuyệt đối cảnh giác cái gì nơi này không an toàn ánh mắt la hầu ma tổ ngưng tụ Bọn họ đã kịp thời chạy trốn tới Vững Thần Ma vực này, thế mà còn không cách nào tránh thoát truy sát sao? Sao lại như vậy? Bất quá, cảm giác của Ma Lệ đối với nguy hiểm, thậm chí hắn cũng cực kỳ bội phục, lúc này, La Hầu Ma Tổ khoanh chân ngồi, nhắm mắt suy tính. Trên người hắn, từng đạo khí tức hỗn độn đáng sợ bốc lên, trong cơ thể La Hầu Ma Tổ mơ hồ hiển hóa ra từng đạo trận văn chi lực, trận văn chi lực này không ngừng chuyển động, phản phất cùng Vững Thần Ma vực này hòa hợp một thể. La Hầu Ma Tổ thôi động đại trận, hư không phía trước đột nhiên nổi lên sóng gió, hắn đây là đang phản tố Ma La hư không trận xem có phải đã xảy ra gì biến gì hay không mà giờ phút này trong hư không cách chỗ này không biết bao nhiêu khoảng cách Uyên ma lão tổ đang nhanh chóng thôi diễn ma la hư không trận vô số trận văn phong cách cổ xưa phun trào dưới sự thanh lý của uyên ma lão tổ từng chút một rõ ràng nhưng vào lúc này bên trong trận văn một cổ ba động mịt mờ truyền ra đây là một cổ lực lượng vô hình thuận theo một bên khác của trận pháp chậm rãi thẩm thấu đến ý đồ nhìn trộn hết thể nơi này hừ quả nhiên là nơi này lại còn dám nhìn trộm không biết sống chết uyên ma lão tổ cười lạnh một tiếng trong lúc bất chợt một bàn tay lớn dò xét ra ngoài trực tiếp chụp vào cổ lực lượng mịt mờ kia lực lượng mơ hồ truyền tới cảm giác được nguồn lực lượng này liên tục ý đồ rút lui nhưng bàn tay lớn của uyên ma lão tổ phản phất xuyên thấu hư không vô tận trong khoảnh khắc truy đuổi theo vào hư không vô tận trong hư không một mảnh trận pháp hư vô một bàn tay lớn kia rơi xuống che khuất bầu trời trong nháy mắt bao phủ cổ lực lượng mịt mờ này hừ nếu các hạ đã tới sao không ngoan ngoãn lưu lại ở ma giới của bản tổ dương oai ai cho người lá gan đó trong bàn tay lớn một thanh âm lạnh như băng vang lên chính là uy ma lão tổ Nguyên nga như thiên thần đồng thời bàn tay lớn kia âm ầm chột xuống trấn áp hết thảy đáng chết bạo la hầu ma tổ thần sắc kinh sợ đạo cảm giác này của hắn dưới nguồn lực lượng này vậy mà cảm nhận được vô tận áp bách giống như bị áp chế không thở nổi la hầu ma tổ trong lòng biết không tốt lập tức thôi động hỗn độn ma khí dẫn bạo đạo thần thức này của mình ma khí đáng sợ nổ tung trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy hóa thành hư vô âm ừ một tiếng viên ma lão tổ dùng bàn tay lớn bắt lấy không thu hoạch được gì thậm chí cả tòa đại trận đều dưới cổ thần thức nổ tung kia không ngừng sụp đổ bên ngoài trận pháp sơn cốc viên ma lão tổ mở mắt chỉ thấy đại trận phía trước không ngừng nổ vang bắt đầu tan vỡ không tốt đại trận này sắp bị hủy rồi thực uyên chí tôn tiến lên kinh sợ hỏi lão tổ tên kia bắt được chưa viên ma lão tổ hiếp mắt nhìn đại trận đang hủy diệt phía trước cười lạnh nói để tên kia chạy thoát cái gì chạy rồi thực uyên chí tôn giật nảy mình lão tổ chuyện này sao có thể chứ với thực lực của ngươi ai có thể đào tổ được chứ thực uyên chí tôn khó có thể tin nói có gì không thể Uyên ma lão tổ cười nhạo một tiếng đối phương vốn cũng không phải là bản thể hàng lâm chỉ là một đạo thần thức mà thôi một khi gặp phải nguy hiểm có thể nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa mình và thần thức đối phương tốt xấu gì cũng là một gã trí tôn muốn thông qua một đạo thần thức liền bắt giữ đối phương há là chuyện dễ dàng lão tổ người này vừa trốn bây giờ trận pháp cũng tự phá chúng ta lại muốn tìm đối phương chẳng phải là hừ ngươi cho rằng bản tổ là loại phế vật như ngươi người này muốn đào tổ từ trên tay bản tổ không dễ dàng như vậy khóe miệng uy ma lão tổ hơi nhếch lên trong ánh mắt lóe ra tinh mang không hiểu cười lạnh nói một kích trước đó của bản tổ ẩn chứa uy áp vô thượng của uyên ma tộc ta người này lại có thể ngăn cản được uy áp của bản tổ thật sự là quá ý tứ mà khí hỗn độn nếu thật sự là những tên kia ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn uyên ma lão tổ nở nụ cười mắt nhìn đại trận truyền tống đã bị hủy diệt trong hư không thân hình phóng lên cao đi theo bản tổ uyên ma lão tổ quát lạnh đây là vẫn thần ma vực phương hướng chẳng lẽ những người kia ở vẫn thần ma vực trên đường bay đi thực uyên chí tôn từng lớn mắt không nghĩ tới đám người kia lại ở vẫn thần ma vực mà lúc này tại vững thần ma vực la hầu ma tổ đang bế quan cảm giác đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi sắc mặt hắn ta trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy khí tức trên người phù động đi mau rời khỏi đây sắc mặt la hầu ma tổ khó coi nói uyên ma lão tổ đã phát hiện ra ma la hư không trận của bản tổ đang phá giải đại trận bản tổ thăm dò thiếu chút nữa bị uyên ma lão tổ bắt lấy cũng may bản tổ quyết đoán trực tiếp tự hủy đạo thần thức kia đồng thời hủy diệt truyền tống trận lúc này mới có thể chạy thoát truyền tống trận bị hủy uyên ma lão tổ kia chẳng phải là không thể phát hiện ra chúng ta xích viêm ma quân kích động nói không đơn giản như vậy la hầu ma tổ lắc đầu ánh mắt ngưng trọng ta hoài nghi người này đã phát hiện ra chúng ta đi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi tới thâm uyên chi địa dứt lời một đám người nhanh chóng bay đi không bao lâu đã đi tới một mảnh ma tinh tĩnh mịch trên ma tinh này vậy mà có từng đạo cung điện rộng rãi tản ra khí tức làm người sợ hãi đứng vững trong ma vực đen kịt này đồng thời trong cung điện kia từng luồng từng luồng khí tức đáng sợ tản ra vậy mà có rất nhiều cường giả ẩn nút đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.